Kính thưa tất cả quý khán thính giả Góc nhìn Hoàng Duy Hùng Từ thứ năm ngày 28 tháng 11 năm 2024 Từ thành phố Cần Thơ Hôm kia tờ Financial Times của Mỹ Có đưa tin là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ông Đồng Quân Bị cơ quan chức năng của Trung Quốc Điều tra về vấn đề tội tham nhũng tin này chấn động ở Mỹ và Tây phương. Ngay lập tức thì theo báo Reuters của Anh cho biết hôm qua ngày thứ tư 27 tháng 11 họ có liên lạc với Bắc Kinh, liên lạc với quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc. Xin cho biết thông tin này có đúng hay không? Và Reuters nói bên phía Bắc Kinh và quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc không có trả lời. Và vì không có câu trả lời nên Reuters mới assume thôi, nghĩ rằng đây là sự thật. Nghĩ rằng đây là sự thật. Thế câu chuyện như thế nào? Đầu tiên xin sơ lược về tiểu sử Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đồng Quân, Ông đóng quân sinh năm 1961, năm nay ông đã được 63 tuổi. Trước đây ông là một quân nhân, ông từng phục vụ trong hải quân và ông từng là người đặc trách về vấn đề biển Đông của Trung Quốc, tức là giữa Trung Quốc và Đài Loan cũng như giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Sau đó đó thì ông đồng quân được thăng lên làm đô đốc của hải quân quân đội giải phóng nhân dân rồi khi mà ông thượng tướng lý thượng phúc bộ trưởng bộ quốc phòng của trung quốc bị bắt giam và điều tra về vấn đề tham nhũng và hối lộ tháng 12 năm 2023 tức là cách đây khoảng 11 tháng thôi ông Đồng quân được Chủ tịch Tập Cận Bình đề nghị và thăng lên làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Sau khi mà thăng lên làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thì theo quy định, thường thường Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là thành viên của Hội đồng Quân ủy, tức là Hội đồng An ninh Quốc gia đó, và người đứng đầu của và người đứng đầu của Chủ tịch Hội đồng Quân ủy chính là Chủ tịch Tập Cận Bình. Thường thường, á, những vị mà được thăng lên làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sau một thời gian thì nắm một vai trò quan trọng, có lẽ là đứng hàng thứ sáu ở trong Hội đồng Quân ủy hoặc là Hội đồng An ninh Quốc gia. Nhưng ông Đổng Quân á, mới là thành viên của Hội đồng Quân ủy và Hội đồng An ninh Quốc gia thì vị thế của ông cũng còn rất là yếu kém. Tháng 3 năm 2024, khi mà sắp xếp lại các nhân sự thì ông Đổng Quân cũng còn chưa có lọt vào danh sách là một trong 6 vị đứng hàng đầu, dầu là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Trung Quốc. Nhưng trong thời gian vừa qua cho thấy ông rất là năng nổ đi các nước để tương tác với các bộ trưởng bộ quốc phòng đầu tiên phải nói đối với việt nam thì ông tương tác rất nhiều lần chặt chẽ với đại tướng bộ quốc phòng việt nam là đại tướng phan văn giang ông đã từng tới biên giới tới ngay lào cai gặp gỡ đại tướng bộ quốc phòng của việt nam phan văn giang rất là nhiều lần ông cũng từng đi qua các nước trung á như pakistan để gặp gỡ và tương tác với các vị bộ trưởng bộ quốc phòng nơi đó trong hội nghị Shangri-La ở tại Singapore vào tháng 5 năm 2024, ông cũng đã tham dự để gặp gỡ và tương tác với các bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Khi đó, ông có gặp Đại tướng Lloyd Austin là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Mỹ trong hội nghị đối thoại Shangri-La. Nhưng cách đây khoảng chừng gần một tháng, Cuộc họp của các vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ở Viên Chiên nước Lào thì ông Đổng Quân không gặp gỡ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Mỹ là Đại tướng Lloyd Austin dấy lên một sự căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc. Sau cuộc họp này thì ông về, theo báo Financial Times, Trung ương ở Trung Quốc quyết định là điều tra ông về vấn đề hối lộ và tham nhũng như vậy ông là người bộ trưởng thứ ba bị điều tra hai người tiền nhiệm đó là ông nguyễn phùng hòa điều tra xong cũng bị bắt bỏ tù rồi ông lý thượng phúc điều tra xong cũng bị bắt bỏ tù câu hỏi được đặt ra của financial times và sau này các báo chí như reuters đó là liệu ông bị điều tra có bao giờ bị bắt bị bỏ tù mất chức bộ trưởng bộ quốc phòng rồi đi tù hay không câu hỏi được đưa ra như vậy nhưng chưa có câu trả lời vì sao vì tất cả những tiến trình đó cũng cần sự chấp thuận của ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc cũng như là quyết định của chủ tịch tập cận bình nhưng trên phương diện hiện tượng đây là một chuyện hy hữu vì liên tục ba bộ trưởng bộ quốc phòng trung quốc bị điều tra về vấn đề tham nhũng hối lộ hai vị tiền nhiệm không những bị mất chức bộ trưởng bộ quốc phòng bị bộ chính trị đảng cộng sản trung quốc cảnh cáo kỷ luật rồi sao nữa rồi truy tố bắt giam bỏ tù cho tới ngày hôm nay bây giờ đến người thứ ba thì báo chí tây phương đặt câu hỏi có bao giờ cùng chung số phận nếu cùng chung số phận thì sao cho thấy câu chuyện không phải chỉ đơn giản nằm ở vấn đề tham nhũng và hối lộ mà còn có thể rộng lớn hơn nhiều như trong trường hợp của tướng lý thượng phúc khi mà điều tra thì điều tra luôn cả những vấn đề liên quan đến trao đổi những kỹ thuật quốc phòng bán cho nước anh đó là họ mở ngoặt đóng hoặc là tội phản quốc và còn có nghi ngờ là bắt tay với những thành phần chống đối chủ tịch tập cận bình mà họ có nghi ngờ là muốn làm một cuộc đảo chánh với chủ tịch Tập Cận Bình. Đó là thời kỳ của những vị như ông Lý Thường Phúc. Bây giờ đối với ông Đổng Quân thì chuyện này có thể lại là một vết xe tái diễn và bên phía truyền thông Tây phương và nước Mỹ đang theo dõi rất là kỹ. Đây là một tin chấn động. Báo Reuters Nói rằng có hỏi Bắc Kinh hỏi quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc thì không có câu trả lời nên họ đưa tin. Họ nói như thế chúng ta có những sự nghi ngờ. Những sự nghi ngờ thì có quyền và tôi cũng có quyền có nghi ngờ, nhưng tôi cũng xin nhắc nhở nghi ngờ là nghi ngờ, nhưng đừng có đưa thêm những thông tin mà mình không biết vì đó là tung tin giả vi phạm nguyên tắc đạo đức của một người đưa tin nên đây là một sự nghi ngờ và số phận của bộ trưởng bộ quốc phòng đóng quân như thế nào chúng ta chưa nắm rõ đời những thông tin chính thức từ các cơ quan chính thống của trung quốc còn hiện nay chưa có câu trả lời đó là thông tin và góc nhìn của tôi chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau